Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh hàng năm của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh với 74 giải thưởng dành cho các diễn viên và kỹ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ. Năm nay, giải thưởng Oscar lần thứ 92 đã được tổ chức vào ngày 10 tháng 2 vừa qua. Ngoài tiếng vang của chủ nhân các giải thưởng danh giá, Oscar cũng gây được sự chú ý của đông đảo khán giả về thời trang thảm đỏ của các ngôi sao, cùng điểm lại phong cách thời trang ấn tượng trên thảm đỏ Oscar 2020. Chỉ ít phút sau khi Oscar lần thứ 92 diễn ra, tạp chí Elle đã nhanh chóng công bố danh sách những ngôi sao mặc đẹp nhất lễ trao giải. Theo đó, Saoirse Ronan, người 4 lần được đề cử Oscar, chiếm cảm tình với màu điệu trong thiết kế của Gucci. Rooney Mara mang vẻ đẹp của sự ma mị và buồn bã trong bộ đầm đen kiểu dáng lạ mắt theo hơi hướng Gothic. Biên tập viên Elle trầm trồ trước vẻ ngoài lộng lẫy của Janelle Monáe. Cô ấy là hy vọng duy nhất của tôi ở lễ trao giải năm nay. Billie Eilish đến Oscar trong hình ảnh nổi loạn và cá tính không thể nhầm lẫn với nguyên cây Chanel vô cùng sang chảnh. Cynthia Erivo nhận đề cử nữ diễn viên xuất sắc, khoe khéo làn da nâu khỏe mạnh trong chiếc váy trắng bóng của Atelier Versace. Julia Butters đáng yêu trong một thiết kế như chiếc cà bông ngọt ngào của thương hiệu Cristiano Siriano. Regina King mặc đầm có đường viền cổ bất cân xứng theo kiểu cổ điển do Versace tạo nên. Khó có thể phủ nhận độ mãn nhãn đến từ trang phục đậm chất Oyster Culture của Kristen Wiig. Billy Porter là sao nam duy nhất được Elle bình chọn. Màn chặt chém của anh trong chiếc áo tank top bằng vàng Mix & Match, chân váy satin 3D thu hút sự quan tâm của giới yêu thời trang. Ngoài các top sao mặc đẹp trên, còn phải kể đến các tên tuổi lớn khác có phong cách thời trang thảm đỏ gây ấn tượng với khán giả như Natalie Portman, Margot Robbie, Charlize Theron, Brie Larson, Kylie Lever, Penny Pollard, Lucy Boynton, Florence Pugh.